và Tân Tài. Đây là tình huống lên bóng của Văn Quyết. Đường chuyền dứt điểm, hai cầu rất nhanh chóng, bàn thắng đã được ghi ở ngay ở phút đầu tiên của hiệp thứ hai, và đó là bàn thắng của Ngô Văn Đại, cầu thủ mới đây đã được triệu tập vào thành phần đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hết sức chính xác trong đợt lên bóng đầu tiên của hiệp hai, và câu lạc bộ Hà Nội đã có bàn thắng vươn lên dẫn 2-0. Chúng ta sẽ cùng xem lại đường chuyền của Văn Quyết giúp cho Ngân Văn Đại có được bàn thắng thứ hai cho đội chủ sân hàng đấy. Đó là đường chuyền của cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019. Bộ ba Quang Hải, Oma và Văn Quyết phối hợp tam giác với nhau, khoảng trống đủ để cho Văn Quyết có thời gian quan sát trước khi tung ra đường chuyền chuẩn xác này. Khá nguy hiểm. Bàn thắng thứ hai dành cho các thủ Hà Nội. Ta băng lên và dứt điểm bằng chân trái rất nhanh. Bóng đi chìm dệt. Đó là tình huống mà các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có phần mất tập trung. AFC Cup trên sân vận động Bình Dương. Vẫn không vào, nhưng đã có bàn thắng dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Người ghi bàn đó là đội trưởng Văn Quyết sau rất nhiều tình huống ép sân. Văn Kiên và Pêu Ma Phê, coi 2-1. Không hiểu sao hàng thủ của đội chủ nhà lại đứng cả lại trong tiếng vừa rồi. Ngay trong hiệp 1 thì câu lạc bộ Hà Nội đã ngược dòng thành công. Người ghi bàn là Papeo Mafaye. Khá hay. Ibukele. Đường vào. Vào bóng rất hay, Văn Quyết. 3-0. 3-0. Cả hai bàn thắng ở trong hiệp 2 trận đấu này của câu lạc bộ Hà Nội đều được thực hiện bằng những pha phối hợp cực kỳ thuyết phục. Chỉ có được một bàn thắng từ một tình huống gây tranh cãi, nhưng pha bóng này là một bóng hoàn toàn khác. Không cần phải quan sát đủ để biết là phía sau vẫn sẽ có người đồng đội ở một vị trí tốt hơn. Vào bóng của Oma. Không việt vị, cơ hội cho Quảng Nam. Như vậy là Huy Hùng đã mở tỷ số cho Quảng Nam. Và chuyển bóng thông minh của Đình Thắng cho Văn Thạnh. Và cầu thủ vào sân thay cho Quốc Chí đã có đường chuyền như đặt để cho Huy Hùng lên bóng tung lưới của thủ môn Quang Đại. Phút thứ 61 và Quảng Nam vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Duy Khánh bên phía câu lạc bộ. Một pha đá thẳng rất nguy hiểm. Môn Văn Cường đã chơi tập trung trong tình huống vừa rồi. Pha đá phẳng của Văn của Hồng Duy đã gây bất ngờ cho thủ môn Văn Cường. Chúng ta cùng xem lại. Thủ môn Văn Cường chơi rất tập trung. Đường chuyền của Hồng Sơn. Hà Minh Tuấn dứt điểm. Các thủ Quảng Nam cho rằng bóng đã chạm tay một hậu vệ của Anh Gia Lai, tuy nhiên trọng tài Nguyễn Trung Kiên B nói không. Rất nguy hiểm. Đã có pha rút ngắn tỷ số và người ghi bàn lại là Hà Minh Tuấn. Cái pha đánh đầu rất đẹp mắt của Hà Minh Tuấn. Pha lắc đầu điệu nghệ và Nguyên Mạnh đã bị đánh bại. Pha tạt bóng tốt của Đinh Viết Tú. Rất hay. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.